Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Jenny Nguyễn. Thì cũng giống như các bạn thấy ở dưới tiêu đề thì hôm nay mình sẽ đập hộp xe mới. Năm mới mình đập hộp xe mới mà thực chất là mình đập hộp xe ké thôi. Xe này của em mình chứ không phải của mình các bạn ạ. Hãy cùng theo chân mình đập xe nhé. Hello mọi người, đây là chiếc xe. Các bạn, mình sẽ đập chiếc hộp vào ban đêm. Ban đêm nó sẽ có thú vị vào ban đêm và buổi sáng nó sẽ có thú vị vào buổi sáng. Đây, mọi người đó này xong rồi. Rồi. Bây giờ. Đây là xe Mercedes. Đồng rưỡi con. Ô mới mua. Dạ mới mua hôm nay, đồng rưỡi con đẻ. Đai sò à? Đồng rưỡi con. Đai sò phải không? Dạ. Người ngồi sao không? Lên vẹn không? Ở dưới đá đó mà. Đây là logo của nhiều xe đi. Nhiều lắm. Quá trời luôn rồi. Người ngồi hai con. Mới dán. Tại sợ giống cái xe cũ để quá trời. Đây là dàn đèn phía trên có rút sẽ sáng mai là review. Hi Mercedes. What do you want to do? I'm too cold. I'm setting the temperature on the driver's side to 72 degrees. Hay mình nói với nó ngoài, mình nói nó lạnh quá là nó bật nhiệt độ lên cho mình. Ờ, được hả? Nó uống chỉnh tay kìa. Là tuyệt cái giá. Lạnh không? Chỉ ra lạnh kìa. Cái cục tay à? Ok. Rồi. Rồi, cái. Reverse là ở trên, em đẩy lên. Mình đập xe thôi, đập chiếc hôm nay băng ơi. Đây là Mercedes 250 à? 220 220 đời 2020 CLA 250 CLA 250 đời 2020 ở trường đủ xe kia kìa. Chắc chắn. Buổi tối thì đèn nó như vậy nên các bạn đứng. Được. Đẩy lên đi, thôi thì lên tí đi. Lên tí rồi vòng lại. Lên tí rồi gì lại. Bạn này xét màu hồng hả? Thì Ngọc xét đi nè, thì Ngọc bấm cái nút home á, thấy không? Đó, ở trên nó bấm nha. Từ từ đợi cho nó đang ve mà. Từ từ đâu. Rồi. Xe này nó nhảy mới. Rồi, đây okay, là khi anh đến cái điện thì từ từ thôi con. Xe mở giữ gìn. Ôi là nó vẫn để phía sau vậy hả? Đó là nó tí nữa ta. À. Mới chút máy vẫn. Đẹp. Bấm gì Ngọc? Bấm rồi. Không có. Đây này cái xe nè. Rồi chị Ngọc bấm chữ like tiền bấm lên màn hình luôn á, bấm lên màn hình chữ like. Ừ. Rồi ambient like. Ừ. Đó, rồi. Color. Chọn color. Color. Rồi Ngọc kéo xuống đó. Ê, đèn cái biển thấy chưa? Mình bấm màu xanh là nó sẽ ra màu xanh. Blue sky. Cái này nó có điện không ạ? Dưới này cũng có điện luôn hai bên nè. Dưới chân có điện. Ủa dưới chân có điện luôn hả? Dưới chân có điện luôn. Vàng. Màu luôn. Dưới chân phía sau này. Xanh yellow. Mình sẽ được thử hết màu đủ xanh. Màu luôn các bạn. Màu xanh nè. Nhiều màu quá vậy. Được đúng không? Căng không? Căng từ đi. Em nghĩ không căng được cái cục vô lên đâu. Ừ, cái cục vô nó nằm ở giữa đúng không? Cái cục nhô là sao? Là canh để trong nó nằm trong len thì Ngọc. Thường là mình nhìn cái gì nữa. Nói như là nát với lại nữa hả? Dạ cháu, cháu lái từ đầu đến giờ luôn á. À con lái là chưa mới cầm đó. Dạ tại lái đường đông quá chứ là canh không. Đà lớn nó chạy nó khó. Ừ. Cháu lái là chắc. Thì nát đụng rồi nát phải đi vô trong rồi chứ. Dạ. Nãy chứ thôi rồi sáng mai mình đắm. Nó kêu là tại vì mình chưa ship bell đó mấy bạn. Bây giờ buổi tối thì mình sẽ cho các bạn thấy hiệu ứng là đèn như thế nào này nọ đi kia. Còn sáng mai đó, thì mai mình sẽ ra mình sẽ quay lại chi tiết ở bên trong thì nó sẽ đẹp hơn, nó các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đập xe hộp. Để em gu bà rừng luôn á. Để Ngọc lái xe này chở ngoại đi chợ Tết đi chùa chơi. Không. Không đâu. Chết tôi. Thôi chạy nhát tay lắm. Không phải xe mình không dám chạy đâu.
mình đi vòng một bờ hồ nhà để test xe các bạn. Buổi tối thì sẽ thấy hiệu ứng như vậy, đèn như vậy như kia cho các bạn xem. Còn sáng nay thì mình sẽ quay cho các bạn vào buổi sáng ngày hôm sau để xem thử được là full hiệu ứng luôn, buổi ban ngày và ban đêm nó sẽ có cái gì. Có xe đằng trước nó hiện lên ở trong mình. Ngoài Lan tới đây không mày? Tới đây xỉ nhá. Ôi dạ, ôi muốn ngờ ngoài dạ. Tới xỉ mất. Ra là đây là mặt hành chính đi. Đây là các cái nút nè, mình muốn chỉnh nhiệt độ nóng lạnh này này nọ này kia. Mai thì mình sẽ thấy được toàn bộ chiếc xe hơn. Bây giờ thì mình chỉ thấy hiệu ứng đèn xe bên trong vậy. Vào đây rồi. Đúng rồi. Mình có thể đổi được cái display ở đây. Ví dụ như đây là đang ở dòng sport. Thì mình vậy đi xuống là xe này có 4 người mới. Không, 4 người thôi, 5 người nhét thôi một tí nữa. Hơi nhỏ. Người lừa chặt á. Hơi nhỏ. Nếu như mà mình lái xe lâu quá thì nó sẽ nhắn mình là take a break. Ờ đúng. Còn full screen là như thế này. Mình sẽ thấy được là phía trước xe phía trước mình là bao xa kiểu giống vậy. Vậy thôi. Nó sẽ chỉnh nó nọ trên đây. Hôm đây là mình sẽ bấm cái này. À là mình có thể bỏ đi gì cũng được. Không bỏ hẳn chỗ là chắc. Cái này mình mới dán chứ nó không có custom. Xin chưa, xin chưa. Cái này mình có thể kết nối với cái app trên cái phone của mình được nữa. Yeah, see you guys tomorrow. Các bạn, hôm nay mình giống như hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã và mình mới đi làm về. Và như hôm bữa mình đã hứa là mình sẽ quay review ban ngày cho các bạn xem đập hồ xe mới. Hôm bữa là mới coi ban đêm thôi, bây giờ mình sẽ coi ban ngày nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là cái con này. Ủa con này là con gì? Con nè. Là ở trong LOL á hả? Ừ. Nói chung là thấy sáng đèn rồi để lên chân vậy cho đẹp thôi chứ không có tác dụng gì hết nhỉ. Đấy, các bạn thấy không, trời mưa ở ngoài, mưa tầm tã luôn. Và đây, đây là tài xế của mình. Ôi trời ơi, giờ này mới ngủ dậy. Thẳng nữa, qua cái stop sign mới quẹo nha. Bây giờ mình đang trên đường đi đón chị Ngọi, sẵn tiện mình review cho các bạn luôn. Đây, mình đi đón Ngọi đây, chị Ngọi đây. Buổi sáng thì nó chỉ như vậy bên trong. Hôm bữa là tối quá không có cái sun group. Bây giờ là sẽ thấy được cái sun group ở phía sau. Thấy sáng là la. Thấy sáng là la. Thấy lên cho mọi người. Ủa, rồi. Kéo xuống dưới này hả? Ờ, cái này là. Ủa, kéo kính lên đúng. Ok. Sáng giùm ra. Ủa sao lầm. Ủa xe phí đâu phải đi. Xe mới. Cái này là hít nè, hít cho ghế ngồi nè. Có sao đâu. Còn cái này là đẩy lên đẩy xuống để đẩy ghế ngã ra ngãy đó. Dạ cháu giờ là cháu đợi. Cháu đã. Còn đây là camera. Cháu lên trường nó đợi. Camera bắt cóc. Cả 2 giờ qua. Cả đi ăn chưa về. Nó không có phí ở đâu. Rồi chị Ngọc về nhà rồi đi chung luôn. Đi mới về. Đây. Mới xong là đây. Mở ra là thấy ha. Ủi Amazon tài trợ chương trình này. Đi bộ chắc cũng 15 phút thôi ngoại. Tài 70. Rồi đóng lại. Đấy. Sau này là chỉnh ho mấy cái nút thì hôm bữa mình có nói rồi. Hành nghiệm chứ thôi, rồi thôi ngập bằng mấy con này cũng đẹp nè chị Ngọc. Mày muốn hả? Đấy là cái chỗ để vậy thôi. Cái chỗ dưới chân ngồi này. Khách nó ngồi đẹp. Dạ, em nhé. Chị Ngọc đông rửa con. Mưa nó ngồi được luôn à. Thôi mưa. Đây là ở phía sau. Đây là chị Ngọi. Đó. Xe xịn quá, xuống. Xuống quá, mở. Trời đang mưa mở ra gì vậy không biết. Đấy, cái mình mở ra sân rút nè. Đấy, mở cái tay mình lên ha. Sao đi còn mở được không? Dạ không, sao đi mở được. Đợi đâu mua xe mua chằng đây là mở.
ở phía sau nó chưa đủ chặt, sao thêm hai con nữa nhờ trời. Năm con này là ngọc lót cái lưng á, ngồi cái lưng nó để cho cái lưng ngồi đã lắm. Ủa này chị Ngọc mua cái gì? Ngọc hay ngọc? Ừ, năm bạc năm rưỡi. Dạ, để mua ở đây sò. Dạ, đây sò. Hãy nuôi. Đấy, thì là giờ tụi mình đang đi ra Zero Degree. Mình đi ra Zero Degree ăn, đi làm về cái bị bắt cóc vậy đây mọi người. Đây, tài xế riêng. Mà thực xe na cũng có thơi chứ. Thật hai mũi thôi, chứ hai ba mũi danh nhãn. Ngày này về đi làm việc được chứ chứ không biết. Hai giờ về cũng có nha. Dạ học, không có gì. Ừ, đi. Mình nghĩ là đi làm đủ việc. Cái gì nó bỏ phone mình vô được rồi. Bỏ cái app của mình lên đây được. Ừ. Và các bạn muốn có, ví dụ như có câu hỏi gì về xe đồ này nọ, về cái xe này á, thì hỏi comment rồi cái gì mình sẽ trả lời. Nhưng thực ra mình cũng không phải người nghiện xe đâu, rành xe đâu, cho nên mình không biết gì đâu. Cho nên là nếu mà được thì trong khả năng thì mình có thể sẽ trả lời nhé. Ok, see you, bye. Hãy like và share cùng like cho Jenny.